Yes, xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Sơn Nguyễn đến từ SOS Production. Video hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút. Từ trước tới nay thì mình đã từng review những chiếc máy từ tầm trung cho đến cao cấp. Ví dụ như chiếc máy Canon 1DX Mark 3 có giá khởi điểm là 160 triệu đồng. Chiếc Canon EOS R5 có giá khởi điểm lên đến 120 triệu đồng. Chiếc Sony A73, Lumix S1 hay là S1R và rất nhiều những chiếc máy khác nữa. Thì sở dĩ vì sao mình lại nói video này đặc biệt đó là bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên mình review một chiếc máy có thể nói là ở phân khúc giá rẻ, và đó là chiếc Lumix G85. Vì sao mà mình lại nói rằng chiếc máy này sẽ phù hợp với những bạn đang tập quay phim thì các bạn hãy cùng xem video này nhé. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ đến với thông số trên giấy tờ của chiếc Lumix G85. Lumix G85 sử dụng cảm biến Micro Four Thirds, độ phân giải 16 megapixel, khả năng quay phim 4K 30 frame, Full HD 60 frame, bớt shot lên tới 10 fps, ISO từ 200 cho đến 25600, màn hình 3 inch cảm ứng có khả năng xoay lật, màn EVF độ phân giải lên tới 2,36 triệu điểm ảnh. Về cảm quan chiếc Lumix G85 thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy nhỏ nhẹ và nó cũng rất là hợp thời. Mặc dù đã ra mắt 6 năm rồi, từ năm 2016, nhưng chiếc máy này vẫn có những cái cấu hình rất là tốt. Màn hình của nó sử dụng một màn hình xoay lật với khả năng cảm ứng đa điểm. Mình cảm thấy rằng thao tác ở trên chiếc Lumix G85 rất là tốt và rất là mượt. Ngoài ra nữa thì còn có màn hình EVF của nó. Màn hình EVF của nó mình tự cảm nhận rằng là độ phân giải của nó cũng rất là tốt. Và mình thấy rằng đôi khi nó còn nét hơn và cũng mượt hơn, chi tiết tốt hơn so với cả những chiếc máy đến từ Sony. Ví dụ như chiếc Sony A6300, 6500 hay kể cả đối với chiếc Sony A73 mà mình đã từng sử dụng trong vòng nhiều năm trời. Thêm một điều nữa đó là về trọng lượng của chiếc máy. Lumix G85 là một chiếc máy có trọng lượng khá là nhẹ. Và điều này sẽ xảy ra hai mặt mặt tốt. Đó là việc nếu như các bạn là một người chụp ảnh đơn thuần, các bạn muốn chụp ảnh trong một thời gian dài, thì chiếc Lumix G85 này sẽ đem lại cho các bạn một cảm giác rất là thoải mái. Nhưng nếu như các bạn là một người quay phim mà các bạn lại muốn đưa ra những cái shot hình thật là ổn định, thì bởi vì trọng lượng của chiếc Lumix G85 cũng như là việc bàn tay cầm của nó chưa được sâu cho lắm. Mình là một người có một bàn tay khá là nhỏ, nhưng tuy thế thì tay của mình lại khá là dài, cho nên là mình cảm nhận rằng là chiếc Lumix G85 vẫn chưa có cái bàn tay đủ sâu. Chính vì thế nên khi cầm nắm mình vẫn chưa cảm thấy thật sự là thoải mái. Về khả năng chụp hình của chiếc Lumix G85 thì sao? Ngay bây giờ mình sẽ show cho các bạn thấy một vài hình ảnh sample mà chúng mình đã chụp cùng nhau khi đi lên Hồ Gươm nhé. Nếu như các bạn thắc mắc tại sao mình không để hình gốc thì đây là những tấm hình trước khi được chỉnh sửa nhé. Mình cũng thử chụp ngược sáng để xem khả năng kéo lại chi tiết của chiếc máy này như thế nào, thì thấy rằng chất lượng của nó cũng rất ổn đấy. Còn về phía em bé gái đáng yêu này, mình cũng sẽ làm lại màu của bức hình với thiên hướng tươi sáng hơn để phù hợp với sự đáng yêu của em nhé. Như mình đã nói thì chiếc Lumix G85 sử dụng cảm biến Micro Four Thirds. Nếu như các bạn không biết thì sẽ có vài cảm biến cơ bản sau đây mà các bạn sẽ khá là hay gặp. Thứ nhất là cảm biến Micro Four Thirds M43, cảm biến APS-C, cảm biến Super 35, Full Frame, Medium Format hay Large Format. Đây là những cảm biến mà các bạn sẽ thường xuyên được nghe tới và cũng thường xuyên được gặp. Mình không biết sau khi các bạn xem xong sample ảnh thì cảm thấy như thế nào. Còn cá nhân mình thì cảm thấy rằng chất lượng hình ảnh cho ra ở mức chấp nhận được. Có lẽ là ở năm 2016 và với cảm biến M43 thì Lumix ở thời điểm đó chưa thật sự tối ưu được cái cảm biến này tốt cho lắm. Cho nên là mình cảm thấy chi tiết chỉ ở mức chấp nhận được mà thôi.
Ngoài ra về khả năng recover lại chi tiết, dynamic range của chiếc máy này thì cũng chưa thực sự làm mình cảm thấy thỏa mãn. Tuy vậy thì mình cảm thấy là nó cũng không hề tệ, đúng không nào? Nhưng như mình đã nói, điểm mạnh nhất của chiếc Lumix G85 không phải đến từ khả năng chụp hình, mà nó đến từ khả năng quay phim. Nhưng trước khi vào đến cái phần quay phim thì mình sẽ cho các bạn xem một vài sample khác mà bọn mình đã sử dụng chiếc Lumix G85 để chụp ảnh sản phẩm. Và sản phẩm mà bọn mình đã chụp đó là nước hoa Chanel. Nếu như các bạn subscribe kênh của bọn mình ấy, thì có lẽ là các bạn đã xem video đó rồi. Còn nếu như chưa, đừng lo, bọn mình sẽ cho các bạn xem ngay bây giờ. Ở thời điểm năm 2016, Panasonic đã trang bị cho một chiếc máy ảnh nhỏ nhẹ như thế này với khả năng quay phim 4K 30 frame. Mình thật sự ngạc nhiên và mình cảm thấy rằng Panasonic đã đi trước thời đại rất là nhiều. Đương nhiên, file quay của nó chỉ là file 8 bit và chất lượng bitrate thì cũng không được cao cho lắm. Tuy vậy thì Panasonic lại bù lại những cái điểm khác, đó là việc hỗ trợ và trang bị cho nó khá là nhiều những cái picture profile, mà các bạn cũng có thể tùy biến những cái picture profile này để cho ra được một hình ảnh chất lượng tốt nhất. Khả năng quay phim 4K 30 frame, và nếu như các bạn cần slow motion, nó cũng có thể quay phim Full HD 60 frame. Bọn mình có test vài footage ở những cái chất lượng khác nhau, cũng như là sử dụng những cái picture profile khác nhau, thì các bạn có thể xem ngay bây giờ. Về độ phân giải thì đương nhiên mình sẽ recommend mọi người luôn quay 4K để có được chất lượng hình ảnh cao nhất. Nhưng có một điểm mà mình nghĩ rằng dù không quá ảnh hưởng nhưng vẫn sẽ gây sự khó chịu nhất định, đó là việc quay 4K thì các bạn sẽ bị crop 1,1 lần. Mình cũng có cảm giác khi quay 4K thì màu sắc cũng có sự khác biệt hơn một chút. Còn về picture profile, mình sẽ test 4 picture profile cơ bản mà mình nghĩ rằng mọi người sẽ thường xuyên sử dụng nhất. Cá nhân mình cảm thấy rằng hai picture profile Cine Light V và Cine Light D lấy được khá là nhiều dynamic range, và mình cũng thích cái sự flat của Cine Light D hơn. Đặt 4 picture profile cạnh nhau, các bạn sẽ lựa chọn loại picture profile nào? Comment cho mình biết nhé. Sau khi thử nghiệm tất cả các loại picture profile của chiếc máy này thì mình cảm thấy rằng picture profile Cine Light D là picture profile mang lại chất lượng hình ảnh mà mình yêu thích nhất. Có lẽ là nó sẽ không phù hợp với bản thân của các bạn cũng như là những người khác, nhưng đối với cá nhân mình cũng như là cái định hướng hình ảnh mà mình đang hướng đến thì mình cảm thấy rằng picture profile Cine Light D sẽ đem lại dynamic range tốt nhất. Và đương nhiên là mình cũng có custom lại cái picture profile này một chút. Nếu như các bạn mà muốn có được một cái chất lượng hình ảnh giống như bọn mình thì mình sẽ để cho các bạn thấy cái custom của bọn mình ở ngay bây giờ. Về khả năng autofocus của chiếc Lumix G85 thì sao? Thật ra nếu như các bạn là một người dùng dòng Lumix của Panasonic nhiều thì các bạn cũng biết được rằng khả năng autofocus của nó chưa thực sự tốt cho lắm. Đương nhiên là về mặt chụp ảnh thì khả năng autofocus của chiếc máy này vẫn đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn. Nhận diện chủ thể khá là tốt và đương nhiên khả năng lấy nét cũng khá là nhanh. Nhưng về mặt quay phim, ở cái khả năng tracking chủ thể thì mình cảm thấy rằng việc chiếc máy này bị hunting hay là autofocus diễn ra khá là thường xuyên. Và mình sẽ recommend các bạn nếu như muốn sử dụng chiếc máy này ở một cái khả năng tốt nhất thì các bạn hãy học cách manual focus thật là nhiều. Để chứng minh về luận điểm vừa xong thì bọn mình sẽ lại có thêm vài footage mà bọn mình đã test về khả năng autofocus của chiếc máy này nhé. Về khả năng autofocus, như mình đã nói thì những chiếc máy của Lumix Panasonic không có khả năng autofocus tốt cho lắm. Tuy vậy thì các bạn vẫn sẽ sử dụng được nó trong điều kiện đủ sáng và vật thể cần lấy nét của bạn không di chuyển quá nhiều. Thank you.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khả năng low light của chiếc máy này. Ở mức ISO thấp, hình ảnh cho ra khá là clean và sắc nét. Nhưng bắt đầu từ mức ISO 800 trở đi, chi tiết đã bắt đầu bị mất và có dấu hiệu vỡ hạt, noise cũng đã xuất hiện. Ở mức ISO 1600, nếu như dễ tính thì vẫn có thể sử dụng được. Sau mức ISO 3200, mình nghĩ rằng hình ảnh hiện tại đã quá mất chi tiết và không nên sử dụng ở mức ISO cao như thế này. Đặt cạnh những đoạn footage này, nếu như các bạn để ý kỹ tới phần skin tone hay chi tiết ở mái tóc, chi tiết trên áo, cũng sẽ thấy ngay mức ISO 800 sẽ là mức ISO an toàn nhất. Như các bạn cũng thấy qua bài test thì bọn mình sẽ recommend các bạn nếu như sử dụng chiếc Lumix G85 để quay hay là chụp thì cái ISO mà cao nhất các bạn có thể sử dụng đó là khoảng 800. Đương nhiên là các bạn cũng có thể sử dụng ở cái mức ISO cao hơn khoảng này lên đến khoảng 1600. Nhưng cá nhân mình cảm thấy rằng nếu như quá cái ngưỡng 800 thì chi tiết cũng như là cái độ màu sắc của chiếc máy sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Cho nên bọn mình sẽ recommend rằng các bạn sẽ sử dụng chiếc máy này ở khoảng ISO 800. Và thay vì việc tăng ISO của nó lên thì có lẽ các bạn hãy đầu tư cho nó những cái chiếc lens phù hợp. Với những chiếc lens khẩu lớn thì chắc chắn đây sẽ là một chiếc máy khá là tốt trong cái phân khúc tầm giá của nó. Như các bạn cũng thấy thì bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Để tổng kết lại thì chiếc Lumix G85 có đáng để các bạn đầu tư và sử dụng hay là không? Cá nhân mình nghĩ thì ở trong khoảng giá này, đây sẽ là một lựa chọn khá là hay ho. Và nó sẽ giúp cho các bạn tập khả năng quay phim bằng tay rất là tốt. Cũng như là việc sẽ sử dụng những cái thông số phù hợp để có thể chụp ảnh ra được một cái chất lượng hình ảnh tốt hơn. Video đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thích, hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho bọn mình. Và đừng quên là hãy luôn luôn nhấn cái nút chuông thông báo để có thể biết được khi nào bọn mình sẽ ra những